Tán tụng công đức Ngọc Hoàng. Nam mô Nhất Thiên Ngọc Đế, đấng vua trời vũ trụ các vì sao, tầng 36. Nam mô Nhất Thiên Ngọc Đế, đấng vua trời vũ trụ các vì sao, tầng 36 Đại La Viên Cảnh. Ở trong Phật giáo, các Phật tử trên thế giới có bao giờ nghe mấy thầy nói về có tầng 36 không? Đúng không? Mà Phật cũng có nói, lúc mà Phật ngồi trong rừng giảng pháp với mấy đệ tử của Ngài, rồi cái hình như Ngài A Nan hỏi 40 năm Thế Tôn dạy chúng con, Thế Tôn có cái gì mà chưa nói? Nghĩa là trong 40 năm trời Phật giảng pháp để mà làm dạy đệ tử thì rất là lâu, đúng không? Đệ tử nào nói hết. Cái ngày lúc đó mùa thu trong rừng nữa, cái Phật mới hốt một nắm lá. Tất cả 40 năm cuộc đời ta chỉ nói cái nắm lá thôi. Còn coi cái rừng lá nó rớt quá trời. Trong kinh mấy ông biết rõ là Phật chỉ nói chuyện của Phật thôi à. Hiểu không? Có cha là cha của ta, là Thượng Đế á. Nhưng mà Phật hồi lúc 7, hồi mốt mới sanh, Phật đi 7 bước, Phật có nói thiên thượng, cha ta, thiên hạ là tụi mình, phải không? Chúng mình là thiên hạ, duy ngã là biết rồi đó, độc tôn, chỉ có một tôn giáo thôi. Còn cái cách thức tu tập kiểu nào á thì mỗi quốc gia, mỗi vùng miền, mỗi thời đại. Nhưng mà trên kia có cha ta á, thiên thượng. Vậy mà cuối cùng rồi không có ông nào nói sự thật á. Sư phụ nói sự thật luôn á. Cái này sư phụ cần form rất là nhiều lần. Trong cõi trời tất cả các vị Phật đa số đều là con của Thượng Đế á, của Phật mẫu á. Tại vì ngày đó hàng bao nhiêu tỷ năm, họ có cao 2000 mấy năm, thì ai là trước tiên vậy? Huống hồ chúng ta là những cũng là con của cha, nhưng mà chúng ta chẳng qua là vô minh nên chúng ta còn ngồi đây. Còn mấy hàng mà ở Việt Nam mà hung dữ á, mà đưa đất nước đến lúc mà lầm than cùng cực này, cũng là con của cha thôi à. Nhưng mà con bất hiếu. Không, cũng vậy thôi. Cho nên là bữa thì họ buồn. Nhớ là bữa cho đến là trên ngày hôm kia đó, Hữu Khánh á, người cha hôm nay 6 năm về trước, con tôn lệnh của cha đem cái đạo thiên tâm, tức là hạt giống á, gãi xuống thế gian, là cái bài kính thiên số 2 á, thì con làm được như phân nửa, không? Thầy nói câu phân nửa. Còn phân nửa con đang chờ lệnh của cha, đúng không? À, thì cha kia sư phụ cứ vững lòng tin đi, những gì cơ trời nói là hàng nghìn năm không có sai, mình không có nóng nảy sân si hư việt, thì sư phụ cũng gán ngồi chờ. Thì hàng tuần lên đây nói, nhưng mà bây giờ thì chắc mai mốt không có hàng tuần nữa, nên mấy con có đi về tiểu ban khác đừng có trong hàng tuần nha, coi clip cũ rồi. Bây giờ đến lúc rồi phải làm mấy chuyện khác, phải ngồi nhập thất để mà nghĩ ra có những cái mình phải biết. Giống như trước khi chuyện nó xảy ra, giống như người Mỹ nó khôn lắm, nhiều lúc mình thấy nó hơi dư, giống như tự nhiên, tại sao giống như hãng thù đây tự nhiên nó bắt mỗi một cây cột, cái treo cái đồ xịt lửa vậy đó, treo đầy hết, mà mỗi con cái nó hàng năm mình tốt cả ngàn bạc hết, uổng không, nó mất mớ gần nhiều. Sau này mình mới hiểu thằng gần đó thì chụp gần đó, tại mỗi ngày mắt á nó nhìn thấy là có sẵn. Còn lúc mà nó chuyện mà xảy ra nó còn quờ nó đi kiếm có, lúc đó còn chết nữa. Thì đại khái là người Mỹ họ công thức của họ, họ nhìn vậy.
Thì cái gì là trời nói thì con có nghĩ đây, con phải tính trước để đừng có bỡ ngỡ. Cái này nói sâu thì nó hơi lộ quá nhiều. Tôi chỉ nói phần nào thuộc nói được thôi. Còn những chuyện ở sau thuộc prepare với này nọ đó, thuộc biết hết rồi. Tôi chỉ gọi mấy ông bạn đời của mình trong quốc hội là xong. Bữa nay có nhiều người kêu cho Hồ Kiệt khấn cho ông Trump. Nó ông sắp ở tù hả? Sắp bắt thôi. Sao bắt ổng này? Ổng hả? Cái gì trăm anh sát? Không có đâu cái vụ. Khi mà một mất một còn bây giờ nó biết mùa ổng, mà hôm nay nó còn cơ hội điều hành được cảnh sát thì nó làm, còn ổng mà nắm thế lực lại thì nó sạch hết cái đầm lầy rồi sao. Cho nên nó muốn giữ cái đầm lầy lại thì nó phải ra chiêu ra chiêu kiểu như giỏi lắm. Ở bên Tàu với bên Việt Nam thì nó đã xài cái này nhiều rồi, không nghe như cua vậy. Nhưng kiểu mà muốn chỉ nghe là bắt quốc đi xuống là đi xuống vậy đó. Thì giờ ở Mỹ này cũng bắt trước, nó thấy bên kia có hiệu lực thì nó bắt chước nó làm thôi, chứ còn nếu mà theo luật thì coi như là không có luật gì mà để làm vậy hết, đúng không? Thì mình cứ chơi luật rừng. Nước Mỹ là nước luật cho thế giới, nhưng mà giờ không có luật nào để kiếm chuyện nữa, thôi mình chơi luật rừng. Mà ngược lại ở Mỹ là một rừng luật á, mình làm bất cứ cái gì cũng phải có luật pháp. Còn bây giờ nó làm theo luật pháp, một rừng luật thể làm không nổi thì tao mới đi ngược lại luật rừng. Nó còn thấy hay không? À, trên luật rừng này chắc ăn tao không cần biết, tao dán cho mày cái nhãn rồi tao bắt mày thôi à. Cũng giống như giờ ai mà nói sự thật là nó nói người đó phản động, đeo cái bùa hộ mạng này cứu 100 triệu dân khỏi cảnh nghèo đói thì nó phản động. Thì mấy vị nói con cứ làm theo lời ta, cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng là treo dinh độc lập. Chỉ có lá cờ này thì nó mới lẹ để cho lấy lòng thế giới, lấy lòng sáu triệu chim hiền về cứu bà con dòng họ mà 100 triệu dân đang đói khổ. Chứ ngoài lá cờ này không lẽ treo lá cờ gì ta, không lẽ treo lá cờ con nửa màu xanh con nửa màu đỏ, cái cờ miền Nam hả? Cờ giải phóng miền Nam ha. Bây giờ nếu mà trên thế giới người Việt Nam, cả mấy đảng viên minh bển, cả nước Việt luôn á, ai nghĩ ra lá cờ nào làm ơn nhắn tin qua cho mình đi, thì mình sẽ đeo cái lá cờ đó. Mà nó phải là lẹ và phải là lấy lòng của Liên Hợp Quốc, của chính phủ Mỹ và của Âu Châu và của khối người Việt 6 triệu chim hiền cứng đầu này. Có lẽ ba đời đây cũng vẫn có chánh nghĩa, đúng không? Chánh nghĩa nó đi từ trong dòng máu của chúng ta, đúng không? Thì nếu mà có lá cờ nào thay thế được thì làm ơn, chứ đừng nói mình phản động. Tôi không có phản động, tôi yêu 100 triệu dân của tôi à, mà tôi tin lời của Phật. Phật nói cái này sẽ treo nước Việt, Phật ra 6 quyển kinh thư sấm cơ miền Tây, rồi Phật cũng là 500 nước, 500 năm trước Phật ở ngoài Bắc, Phật đóng giang trạng trình là nhà biển Đông dạng dặm giang tay dữ, ông trạng trình cũng nói rồi. Thì Bảo Sơn Thiên Tử Sức nữa là ông trạng trình nói là 500 năm trước. Chứ làm gì mà thời nay bí thư với con cháu cha, làm gì mà có Thiên Tử Xuất, đúng không? Mà sao giờ ông nói trúng anh vậy? Ông nói trúng ngay chốc mình à, chứ đâu phải mà Thiên Tử dễ xuất đâu, mà ông biết trước. Thì coi lại thì cũng là ngày đó, cũng là ngày mà nói Bảo Giang Thiên Tử Xuất, Bảo Sơn Thiên Tử Xuất, thì cũng là người đó nói. Đức Thầy á,
cũng Lâm Trang Trình là một người lá cờ này sẽ treo lại Dinh Độc Lập nên anh đệ tử này nói chúng tay sớm một cái treo lại không treo lại á, mình lấy đâu công ăn việc làm. Một quốc gia nó cũng giống một gia đình mà càng ngày á không có cơm không có gạo thì làm sao nuôi nổi 100 triệu dê con, mà nó khóc nó còn me thôi mình cũng đau lòng xót dạ rồi đúng không? Huống hồ chi giờ cho mấy ổng không có thương con dân đi, mấy ổng cũng phải đói chung theo là đâu phải con đói là mấy ổng không đói. Chỉ có một cái là bỏ cái búa liềm xuống là xong. Áo công an màu vàng đổi thành áo công an màu trắng là cảnh sát đúng không? Bây giờ quân đội mặc áo xanh giống như kiểu Trung Cộng mà xanh lá cây á. Bây giờ đổi lại áo màu xanh đậm giống như kiểu lính Mỹ đi. Lính Mỹ như xanh đậm không ta? Không không? Đổi màu áo lên thôi. Thì là có phải 100 triệu dân sống phay phả sung sướng không? Ngày đó sẽ có, sẽ tới. Bữa nay tôi bộ bị nó ghét nhiều quá, nói thêm nó ghét nữa, rồi đừng ghét tôi nữa nha. Lời thật mất lòng, thuốc đắng thì giả thật. Không ai, học thì thường nói ai nói thôi. Kiếm Hoàng Duy Hùng với kiếm Trần Dần mấy anh bưng bô á. Thù nó nói nó để cái lá cờ đỏ sao vàng á, nói cái đó là sau này những người ở bên nước á, người ta không có bị dân ghét bằng những cái thằng ở hải ngoại này à. Mấy thằng hải ngoại mấy anh bưng bô á. Tự động nó vàng dính vô đó mà mốt con hết thì hiện nam đó, mốt con đi trúng cho phụ nó đem 2 còng có con nữa đem 4 cây. Sự thật vẫn là sự thật. Nó cầm hết phản động một đám phản động. Mình tu hành từ bi mà làm gì có chuyện phản động.